Xin chào tất cả các tình yêu, xin chào tất cả các tình yêu. Chúng mình lại ở livestream này nha. Chúng mình gặp nhau lại ở trong cái livestream này nha. Xin chào tất cả các tình yêu. Có tình yêu nào nhìn thấy em chưa? Ở trong cái livestream này, ở trong cái livestream lần này nhá. Hôm nay để chào đón cái kỷ niệm là một trong ba nick Facebook của Su đang bị chặn mà hôm nay được mở. Riêng cái nick miễn thứ này, cái nick phụ này của Su được mở, chứ cái nick chính thì nó cũng lại chưa được mở. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau chơi game ở trong cái nick phụ này nhá. Chúng ta cùng nhau chơi game ở trong cái link phụ này nha. Sẽ có rất là nhiều những cái phần quà để mà mọi người có thể tham gia nhận thưởng ở trong cái game show lần này nha. Được mở một nick này rồi Đặng Hiền ơi, được mở một nick này rồi nha. Được mở một nick này rồi. Hôm qua đang chơi game, đang hăng máu chơi game, đang mọi người cũng đang chơi rất là nhiệt tình, tự nhiên Facebook nó xóa luôn cái livestream đấy. Thế cho nên là không làm gì được nữa, cũng chẳng biết ai trúng game, trúng giết gì. Chúc mừng cái gì với khỏe thôi. Thế luôn buồn mấy ngày hôm nay. Thấy heo mắm nhá thì đỗ xin chào các tình yêu nha. Chúc mừng gì, trời ơi, hãy cầu nguyện cho Su ngày hôm nay cái livestream này nó không bị khóa nữa nhá. Cầu nguyện cho Su là cái livestream này hôm nay không bị khóa nữa nha. Chị chào em đi, Ánh Lê. Chào tất cả các tình yêu, chào tất cả các tình yêu. Hello Lula nhé, hello Lula nha. Ngày hôm nay đổi màu son cho nó may mắn. Ngày hôm nay đánh đỏ ruby cho nó may mắn. Còn đâu thì đâu nhở? Ngày hôm nay nhá, bây giờ các tình yêu biết cái luật chơi rồi đúng không? Tất cả chị em, các chị em biết luật chơi rồi đúng không? Đầu tiên này, phải chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân cho Su này, rồi mới bắt đầu chơi game này. Và tiếp theo là chia sẻ trên các hội nhóm, chia sẻ trên các hội nhóm thật là nhiều để tăng tương tác và được nhận những phần quà hấp dẫn của nhà Su. Đầu tiên tăng tương tác bằng cách chia sẻ livestream trên các hội nhóm và đừng quên chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân nhé. Sẽ nhận được một hũ ủ tảo tre như thế này, một hũ tắm trắng như thế này. Các bạn có thể nhận được một hũ tắm trắng như thế này, một hũ tắm trắng như thế này dành cho bạn nào chia sẻ nhiệt tình nhất nhá. Dành cho bạn nào chia sẻ nhiệt tình nhất này, một hũ tắm trắng này, hoặc là sẽ tặng cho bạn ý một hộp phấn nhá. Sẽ tặng cho bạn ý một hộp phấn củ hành như thế này nhá. Sẽ tặng bạn ý một hộp phấn củ hành thần thánh như thế này, có giá là 420.000, hoặc là sẽ quy đổi ra tiền mặt là 500.000 đồng cho bạn nào mà ngày hôm nay mà chơi game chia sẻ livestream này nhiệt tình nhất, nhận một hộp phấn củ hành như thế này trị giá 420.000, hoặc là một tờ tiền trị giá 500.000, hoặc là một hũ tắm trắng đang làm mưa làm gió tại nhà em đây nhá, một hũ tắm trắng trị giá 350.000. Các bạn có thể chọn những món quà mà mình yêu thích, hoặc là nhận một tờ tiền trị giá 500.000 đồng này nhá. Không có nhóm thì không chia sẻ được hả Ngọc Thư? Hãy tham gia thật nhiều nhóm để có cơ hội dinh thật nhiều quà nhá. Em được chia sẻ nhóm không chị Su? Được chứ, tất cả mọi người ai cũng được. Ai cũng được chia sẻ nhóm, ai cũng có thể chia sẻ nhóm để nhận những phần quà này nhá. Phần quà này là những phần quà dành cho ai nhiệt tình nhất, chơi game nhiệt tình nhất với Su. Thế cho nên bạn nào cũng có cơ hội nhận quà luôn nha. Không thấy cái bông nút phấn đâu nữa. Bạn nào cũng có cơ hội nhận quà luôn nha. Chia sẻ nhanh thế à heo mắm ơi, đã chia sẻ được 25 nhóm rồi. Đây rồi nhá bà nhá. Không có nhóm thì hãy chia sẻ trên trang cá nhân nhá. Bạn nào mà không có nhóm thì hãy chia sẻ trên trang cá nhân giúp em nhá. Không có nhóm thì chia sẻ trên trang cá nhân. Hãy dành những cái giây phút đầu tiên trong cái livestream này để chia sẻ livestream về trang cá nhân hai lần nhá các bạn nhá. 2 lần chia sẻ trên trang cá nhân và chia sẻ trên thật nhiều hội nhóm. Bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất, nhiệt tình nhất, không cần biết là các bạn chia sẻ được bao nhiêu nhóm, em chỉ cần thấy là các bạn nhiệt tình thôi. Kết thúc livestream chụp ảnh màn hình lại cho em. Một bạn sẽ được, bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất và nhiệt tình nhất thì em sẽ tặng các bạn một hộp phấn như thế này có giá 420.000. Đây nhá, một hộp nguyên vẹn của nó như thế này nhá. Một hộp nguyên vẹn của nó trông như thế này nhá. Và các bạn có thể được quy đổi ra tiền mặt là 500.000 đồng. 500.000 đồng nha các bạn nhá. Rồi kiểm tra lại, tẹo lưỡi kiểm tra lại nhá. Đang livestream không kiểm tra được nhá.
Rồi bây giờ các tình yêu nha, các tình yêu nha. Inbox chị luôn nhé. Không nha, bây giờ không inbox nha. Tất cả mọi người chia sẻ livestream này, chia sẻ xong kết thúc livestream này hẵng inbox cho em nhá, bởi vì đang đang livestream thì không thể đọc được comment của mọi người đâu, không thể đọc được inbox của mọi người đâu, và nó sẽ làm phá cái livestream này của em. Thông báo rất là nhiều sẽ không nhìn thấy nhá. Thế cho nên là hãy chia sẻ, dành thời gian đầu tiên để chia sẻ livestream này nhá. Dành thời gian đầu tiên để chia sẻ livestream này trên các hội nhóm nha. Bạn nào chia sẻ nhiều nhất tặng quà luôn nha. Và khi nào hôm nay nhá, khi nào được hộp túi của tôi đâu rồi? Khi nào mà được 100 người chơi, khi nào mà được 100 người thì chúng mình bắt đầu chơi game nha. Khi nào mà được 100 người thì chúng ta bắt đầu chơi game nha. 100 người bắt đầu chơi game, các bạn hãy chia sẻ livestream trên hội nhóm thật là nhiều. Khi mà các bạn chia sẻ em phải thấy tăng được tương tác em mới tặng quà đấy nhá. Còn đâu em mà thấy tương tác nó không tăng thì em sẽ không chơi game và không tặng quà nữa đâu. Thế cho nên hãy nhiệt tình tương tác, hãy kết hợp cùng với Su để chia sẻ livestream này 2 lần trên trang cá nhân và chia sẻ trên thật nhiều hội nhóm nhá. Hãy chia sẻ trên thật nhiều hội nhóm để cho mọi người ai cũng thấy được cái livestream này và sẽ cùng vào đây chơi game với chúng ta để cùng nhận quà nha. Càng đông người chơi phần quà càng nhiều luôn. Huyền Tuân được nhá, Huyền Tuân nhá. Có điện rồi, vâng. Rồi nha các chị nha, bây giờ hãy chia sẻ livestream nào, hãy chia sẻ livestream cho em nhá. Khi nào mà được 100 người chơi chúng ta mới bắt đầu chơi, không được 100 người chơi mà các bạn không tương tác thì em sẽ không chơi livestream nữa và sẽ không tặng cho mọi người những phần quà hấp dẫn nữa đâu nhá các bạn nhá. Đầu tiên bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất tặng một hũ tắm trắng như thế này, to đùng như thế này nhá, sẽ tặng một hũ tắm trắng như thế này. Mùa này đang cần, rất là cần tắm trắng. Hoặc là bạn nào sẽ thích phấn thì em sẽ tặng một hộp phấn củ hành như thế này, một hộp phấn thần thánh như thế này nhá, một hộp của nó trông như thế này nhá, một hộp của nó trông như thế này. Hoặc là các bạn được quy đổi ra tiền mặt là 500.000 đồng nhá. Môi môi em đang sử dụng màu đỏ ruby nhá, màu đỏ mận nhá, màu đỏ mận nhá. Xin chào Thanh Thủy nhá. Tất cả các tình yêu ở đây hãy chia sẻ livestream cho em đi ạ. Hãy chia sẻ livestream thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Và khi nào mà chúng ta được 100 người chơi, chúng ta bắt đầu chơi game, những phần quà rất là hấp dẫn tùy theo cái lượt tương tác của các bạn nhá. Tương tác càng tăng phần quà càng to và phần quà càng hấp dẫn luôn nhá. Phần quà càng hấp dẫn dành cho những bạn nào mà tương tác nhiều nhá. Phần quà sẽ cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Bây giờ em sẽ chuẩn bị một chút. Khi nào mà được 100 người thì chúng ta bắt đầu chơi game nhá. Khi nào mà được 100 người chúng ta bắt đầu chơi game nha. Được 100 người chúng ta bắt đầu chơi game nha. Rồi, Thanh Thủy share nhiều rồi. Hãy share 2 lần trên trang cá nhân nha các bạn nhá. Chia sẻ livestream này 2 lần trên trang cá nhân để bắt đầu chơi game nhá. Chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân để bắt đầu chơi game. Và chia sẻ trên thật nhiều hội nhóm. Bạn nào cứ nhiệt tình với em đi, cứ nhiệt tình đi, chia sẻ đi. Em sẽ tặng cho mọi người những món quà rất là giá trị luôn. Các bạn nào mà không thích quà em có thể quy đổi ra tiền mặt cho mọi người. Không thích quà có thể quy đổi ra tiền mặt nhá. Hello Tuyết Nhung Trần nha. Các bạn tham gia livestream, chia sẻ livestream này cho em đi ạ. Kẹo lỡ bạn nào mà trúng game ấy, em sẽ tag tên luôn trên tường là nhận được phấn của nhà em, hoặc là nhận được combo tắm trắng của nhà em, hoặc là nhận được tiền nhá. Các bạn phần quà của các bạn được tự chọn, thế cho nên là bạn nào thích quà gì em tặng quà đấy nha. Bạn nào thích quà gì em tặng quà đấy nha. Được 100 người chúng ta bắt đầu chơi game nhá. Được 100 người chúng ta bắt đầu livestream chơi game, tặng nhau những món quà hấp dẫn. Mọi người biết rồi đấy, khi mà tương tác tăng ấy thì nhiều khi các bạn không cần phải chơi game đâu. Các bạn chỉ cần comment số thôi là các bạn trúng rồi. Chỉ cần các bạn comment số thôi là các bạn có những cái phần quà luôn rồi, không cần có phải chơi game. Các bạn biết rồi đấy, quà của nhà em không thiếu luôn. Nhà em không thiếu gì ngoài mỹ phẩm luôn. Thế cho nên là các bạn chỉ cần tương tác thật nhiều thôi nhá. Chỉ cần tương tác nhiều với em thôi, không cần chơi game luôn, nhận quà luôn. Chào Nguyễn Thêu nha, chào Hồng Thắm nha. Xin chào tất cả các tình yêu nha. Khi nào được 100 người chúng ta bắt đầu chơi game nhá. Khi nào mà được 100 người chúng ta bắt đầu chơi game nhé.
Các bạn chia sẻ chưa ạ? Hãy nhớ là phải chia sẻ hai lần trên trang cá nhân nhá. Phải chia sẻ hai lần trên trang cá nhân. Hãy dành cho mình những cái giây phút đầu tiên này để chia sẻ livestream này về trang cá nhân hai lần. Về trang cá nhân hai lần trước khi chơi game nha. Hãy chia sẻ để cho cái livestream này nó không bị trôi nhá các bạn nhá. Rồi, gần 100 người rồi, gần 100 người rồi nha các tình yêu nha. Gần 100 người rồi, hãy lên 100 người đi. Hơn 100 người chúng ta bắt đầu chơi game. Còn bây giờ thì Su đang chuẩn bị một chút để chúng ta tẹo lửa chúng ta chơi nhá. Chuẩn bị một chút để tẹo lửa chơi. Hãy như thế này nó mới thu hút này. Thế tất cả các tình yêu nhá. Bạn là muốn lên sóng cùng với Su đây, Su ấn cho lên sóng cùng với Su nhá. Em sẽ không đọc tên hết được tất cả mọi người đâu. Em sẽ không đọc tên hết được tất cả mọi người đâu. Chứ không phải là em không nhìn thấy. Có rất là nhiều người comment. Em chỉ đọc tên được một vài bạn tượng trưng thôi. Làm sao mà em đọc hết được tên đúng không? Làm sao mà em đọc hết được tên của tất cả mọi người được. Em còn đang chuẩn bị để giữ giọng để mà tẹo lưỡi gào thét để chơi game cơ mà. Tẹo lưỡi còn phải gào thét chơi game. Thế cho nên là các bạn cứ comment đi. Thỉnh thoảng em ok Huyên Tuân nha. Huyên Tuân inbox cho mình để bên Su gửi hàng cho Huyên Tuân nhá. Rồi, tương tác tăng lên rồi, tương tác tăng lên dần rồi. Cảm ơn tất cả các tình yêu nha, cảm ơn tất cả các tình yêu luôn. Chờ em vẽ xong nha, chờ em vẽ xong thì em sẽ chơi game với mọi người luôn nha. Chờ em vẽ xong một xíu nha. Xíu thôi, một xíu thôi. Rồi, các bạn chia sẻ chưa? Hãy chia sẻ cho em hai lần trên trang cá nhân nhá. Không tẹo lưỡi mà bạn nào mà trúng game, bạn nào mà trúng game dễ quá mà em vào em lại nhìn thấy chưa chia sẻ livestream thì em không tặng quà thì rất là tiếc đấy ạ. Hôm trước có một bạn, duy nhất có một bạn thôi, chắc là vào sau. Thế là được quà game nhưng mà chưa chia sẻ, thế là không được nhận. Thế là rất là buồn luôn. Em thì em không làm sai quy tắc đâu. Cách nhận quà của nhà em rất dễ, chỉ cần chia sẻ livestream thôi. Chỉ cần chia sẻ livestream là nhận quà thôi. Thế cho nên nhưng mà các bạn làm không đúng thì chắc chắn là em sẽ không tặng rồi đúng không? Su dùng phấn không mà chẳng vậy, Su đang dùng phấn đấy, Su đang dùng phấn củ hành đấy, Su đang dùng phấn củ hành đấy các tình yêu ạ, em đang dùng phấn củ hành đấy. Đây hộp phấn này sẽ tặng cho bạn nào nhá. Hộp phấn em đang sử dụng này này, giống như em đang dùng này này, rất là trắng luôn, sẽ dành tặng cho bạn nào mà chia sẻ livestream này hai lần trên trang cá nhân và chia sẻ nhiều nhất trên hội nhóm nhá. Chia sẻ nhiều nhất trên hội nhóm em sẽ tặng những phần quà hấp dẫn nha. Sẽ tặng cho mọi người hộp phấn giống như em đang đánh, da trắng tinh trắng mịn luôn nha các tình yêu nha. Đấy, chấm một chấm ở đây nhìn cho giống Võ Tắc Thiên nhá. Nhìn cho giống Võ Thách Tiên nha. Rồi, xin chào tất cả các tình yêu. Rồi, ngày hôm nay là cái ngày mà Su được mở khóa ở cái link Facebook này cho nên là sẽ tặng quà bất chấp luôn nhá. Miễn làm sao nó không chặn mất cái link này của em thôi. Gì nhở? Miễn làm sao nó không chặn mất cái link này của em thôi. Xin chào 300 anh chị em nhá. Đầu tiên này, đầu tiên sẽ tặng một hũ. Đầu tiên nhá, em sẽ tặng một hộp... em sẽ tặng một thỏi son nhá. Em sẽ tặng một thỏi son. Màu như em đang đánh là màu đỏ mận này. Em sẽ tặng một thỏi son này. Một thỏi son may mắn đầu tiên. Để cho cái game ngày hôm nay nó may mắn như những cái thỏi son này luôn nhá. Sẽ tặng thỏi son đầu tiên cho bạn nào comment cho em nhá. Bắt đầu comment cho em này. Comment cho em. Comment cho em số 00 đi ạ. Comment cho em số 00 00 00 không không kèm theo tên tỉnh hành của các bạn nhá. Không không kèm theo tên tỉnh hành của các bạn cho em nào. Không không kèm theo tên tỉnh hành của các bạn cho em nào. Không không nào. Rồi, tương tác đăng lên, tương tác đăng lên, em chưa thấy. Không không kèm theo tên tỉnh hành cơ. Các bạn comment không không mà không có tỉnh hành em không tặng đâu nhá. Không không kèm theo tên tỉnh hành nào, chỉ cần comment thôi, không cần đoán số luôn. Không cần đoán số luôn nhá. Em nhìn thấy không không nhưng mà các bạn không kèm theo tên tỉnh hành rồi. Hãy comment cho em tên tỉnh hành nhá. Chưa nhìn thấy, chưa nhìn thấy, chưa nhìn thấy nha. Nhìn thấy ai đây, nhìn thấy ai đây. Đầu tiên không không nào, không không, không không và kèm theo tên tỉnh hành cơ. Nếu mà các bạn chỉ comment không không thôi thì là không được đâu nhá. Chỉ hãy comment cho em thêm. Đây này, nhìn thấy bạn nào đây, không không Hạ Long Nguyễn Xuân này. Ghi bình luận cho Nguyễn Xuân đầu tiên luôn. Không không, không không Hạ Long Nguyễn Xuân. Rồi ok, đáng lẽ Hạ Long không được đâu, bởi vì là phải tên tỉnh cơ. Còn đâu đây là tên thành phố thôi. Ưu tiên, món quà đầu tiên, phần quà đầu tiên là một thỏi son nhá, cho bạn Nguyễn Xuân nhá. Nguyễn Xuân đến từ không không Hạ Long nhá. Các bạn thấy không, chưa đầy 2 phút luôn, nhận quà luôn. Bây giờ tiếp theo nhá, lấy cho tôi một chai xịt bưởi đi. Phần quà tiếp theo nha, phần quà tiếp theo nha. Rồi, bây giờ mới nhìn thấy bà Diệu Vũng Tàu với thầy Vĩnh Phúc này. Bây giờ nha, phần quà tiếp theo này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây nhá, phần quà tiếp theo, một hũ tinh dầu xịt bưởi dành cho tóc thưa.
dành cho tóc rụng tóc thưa. Bạn nào mà muốn tóc mọc dày dài thì một hũ xịt bưởi, nói chung là một hũ xịt bưởi trị giá 240.000 sẽ dành là phần quà thứ hai nhá. Phần quà thứ hai một hũ xịt bưởi sẽ dành cho bạn nào comment chính xác nhá. Rồi tiếp theo sẽ là một số tiếp theo. Em gợi ý một chút nhá, số này sẽ không đọc luôn nữa mà em gợi ý một chút. Đây là một số từ 80 nhá, 80 cho đến 90 nhá các bạn nhá. Từ 80 cho đến 90 ạ. Số này là một số từ 80 cho đến 90 nhá. Từ 80 cho đến 90. 10 số thôi các bạn, cày lát bàn phím cho em đi, từ 80 cho đến 90 thôi. Hãy comment và hãy cày lát bàn phím cho em. Thiếu 20 người nữa, thêm khoảng lên 400 người em đọc luôn số này để các bạn nhận được một hũ tinh dầu bưởi như thế này nhá. Một hũ tinh dầu bưởi cho tóc nhá. Bạn nào thích tóc không nào? Nếu mà thích tóc comment đi ạ. Chỉ có 2 số từ 80 cho đến 90 thôi. Vân Đỗ 82 Đà Nẵng không phải, Sơn Động 28 không phải, không biết Sơn Động ở đâu. Vân Đỗ 83 Đà Nẵng không phải, Sơn Động nào đâu em không đọc nữa nhá. 80 Nguyễn Thị Kim Anh là cái gì? Lu La Loan 80 Điện Biên không phải nhá. Lên rồi, 370 rồi, thiếu 30 người nữa thôi, em đọc luôn số này nhá. Số này là số rất là dễ thôi. Em thấy các bạn không đúng cú pháp gì cả, em chẳng thấy các bạn đúng cú pháp gì cả. Em mà muốn thấy các bạn là phải comment số kèm theo tên tỉnh hành cơ. Em muốn comment số kèm theo tên tỉnh hành cơ. Còn đâu nếu như mà không kèm theo tên tỉnh thành thì em không tặng đâu nhá. Rồi. Hãy comment cho em đi nào. Lên 400 người đọc luôn số này để các bạn nhận được một chai tinh dầu kích thích mọc tóc trị giá 240.000 nhá. Một hũ này trị giá 240.000 liền cơ. Kích thích mọc tóc cho bạn nào đây? Em chưa nhìn thấy. 87 Đà Nẵng không phải nhá. Chỉ từ bao nhiêu? Chỉ từ 80 cho đến 90 thôi. Em muốn thấy con số 400, em muốn con thấy 400. Rồi, nếu mà không được 400 lên 307 rồi đúng không? Lên 307 rồi em cũng sẽ đọc cái số này nhá. Em sẽ đọc cái số này cho chị em nhá. Lên số 80. Rồi, em đọc luôn số này nhá. Em đọc luôn số này, bạn nào comment nhanh tay thì được này. Số này là số 89. Hãy comment cho em con số 89 đi ạ. Comment cho em con số 89 đi nào. 89 đi nào, 360 anh chị em đang xem livestream. 89 kèm theo tên tỉnh thành của các bạn. 89 kèm theo tên tỉnh thành của các bạn nhá. 370 anh chị em đang xem livestream nhá. Hãy comment để nhận cho mình một chai tinh dầu mọc tóc trị giá 240.000 nhá. Phần quà rất là lớn luôn. Rồi, 89 nào. Em chưa nhìn thấy comment của mọi người. Bạn nào mà em chưa đọc tên ấy thì hãy comment, hãy chia sẻ livestream này 2 lần trên trang cá nhân nhá. Xong comment lại thì comment của mọi người sẽ không bị ẩn đâu. Nếu mà các bạn không chia sẻ thì em sẽ không nhìn thấy bình luận của mọi người đâu ạ. Em sẽ không nhìn thấy bình luận của mọi người đâu. Em chưa nhìn thấy ai cả. Em vừa nãy giờ vẫn nhìn thấy bạn Nguyễn Xuân. Các bạn phải comment số kèm theo tên tỉnh nhá, chứ không phải tên thành phố của các bạn đâu. Comment tỉnh nhá, 89 chưa? Chưa nhìn thấy ai cả các bạn ạ. 89 chưa nhìn thấy ai cả. Em muốn nhìn thấy một bạn nữa. Rồi, đầu tiên em nhìn thấy bạn nào đây? Em nhìn thấy bạn này. Bạn này nhưng lại viết sai chính tả như này có được không? Thôi, ưu tiên cho bạn này nhá. 89 Đồng Tháp Tiên Mỹ nhá. 89 Đồng Tháp Tiên Mỹ là nhận được một chai tinh dầu bưởi nhá. Tinh dầu bưởi của Tiên Mỹ nhá. Rồi, tiếp theo nhìn thấy một bạn nữa luôn nhưng mà xem nào. Tiếp theo này, đọc luôn một tờ nữa cho các bạn nhận quà này. Một bạn nữa, đây nhá, vừa bạn đấy, bạn Tiên Mỹ nhận được một chai tinh dầu bưởi nhá. Còn bây giờ này, sẽ là một phần quà của mỹ phẩm Olic nhá. Bây giờ sẽ là một phần quà của mỹ phẩm Olic nhá. Tiếp theo, món quà thứ ba sẽ là một phần quà của bạn mỹ phẩm Olic nhá. Các bạn comment cho em đi ạ. Đây là số 57 nhá. Đây là số 57. Hãy comment cho em số 57 kèm theo tỉnh thành của các bạn đi. À, 57 nhá. Bây giờ sang số 57 rồi nhá các tình yêu nhá. 57 kèm theo tên tỉnh thành nhá. 57 phải kèm theo tên tỉnh thành cơ. Còn đâu không kèm theo tên tỉnh thành em không nhìn thấy đâu. Rồi em nhìn thấy bạn Minh Phương 57 Vũng Tàu. Kết thúc livestream thì mới inbox cho em nhá. Bây giờ inbox không đọc được nhá. Chúc mừng Minh Phương 57 Vũng Tàu, chúc mừng bạn nhận được một phần quà của mỹ phẩm Olic nhá. Rồi, đọc ba bạn liên tiếp rồi. Bây giờ các bạn bốn bạn liên tiếp rồi. Bây giờ các bạn muốn em đọc liên tiếp nữa không? Muốn em đọc liên tiếp nữa, lên 400 người đọc liên tiếp nữa.
lên 400 người em đọc liên tiếp nhá. Không, nãy giờ là không được lên 400 đâu. Nãy giờ không được lên 400 đâu, em ưu tiên đấy. À rồi, 57 Vũng Tàu Minh Phương nhá. Bây giờ nhá, bây giờ nhá, bây giờ comment cho em số này này. Comment cho em số này, lên 400 em đọc luôn này. Lên 400 đọc luôn nhá. Comment cho em số này chỉ từ 80 đến 100 nhá, 20 số thôi. Các bạn không phải đoán nhiều đâu, không phải đoán 100 số như những chỗ khác đâu. Một món quà của mỹ phẩm Olic, một món quà của mỹ phẩm Olic. Các bạn chỉ cần comment từ số 80 cho đến số 100 thôi nhá. Rồi, một món quà của mỹ phẩm Olic. 80 cho đến 100 nào. Ninh Đặng 80, Bình Dương không phải nhá. Bắc Giang 81 không phải nhá. 80 Bình Dương không phải này. 80 Bình Dương không phải. Rồi, lên 400 rồi, em đọc luôn chưa? Lên 400 em đọc luôn số này nhá. Lên 400 đọc luôn số này. Hải Long 58, Nghệ An không phải. Chỉ từ 80, từ 80 cho đến 100 thôi. Vân Đỗ Đà Nẵng 83 không phải nha. 89 của ai kia phải. Comment số kèm theo tên tỉnh thành nha. Comment số kèm theo tên tỉnh thành. Nếu mà không có tên tỉnh thành em không tặng nhá. 99 Quảng Ninh không phải nhá. Chỉ từ 80, từ 80 cho đến 100 thôi các chị em ơi. Chỉ từ 80 cho đến 100 thôi. Cày lát bàn phím cho em số từ 80 cho đến 100 đi. Từ 80 cho đến 100 thôi. Chưa nhìn thấy. Đà Nẵng 91 không phải. Kim Anh 98 Quảng Ninh không phải. Bắc Giang 89 không phải. Con số này là con số rất dễ. Con số rất là dễ nhá. Em sẽ đọc luôn cho các tình yêu nhá. Em sẽ đọc luôn cho bạn nào comment nhá. Mọi người nhìn thấy số bao nhiêu đây ạ? Mọi người nhìn thấy số bao nhiêu đây ạ? Đây là con số bao nhiêu? Đây là con số 95. Hãy comment thật là nhanh, cài lát bàn phím cho em con số 95. 95 kèm theo tên tỉnh thành đi ạ. 95 kèm theo tên tỉnh thành đi ạ. Em chưa nhìn thấy, tính theo máy chủ em vẫn chưa nhìn thấy ai comment con số 95 hết. Hãy comment cho em số 95 đi. Em chưa nhìn thấy con số 95, vẫn còn bình luận 90, 91, 92. Vẫn còn 90, 91, 92 nhá. Chưa nhìn thấy luôn nhá. Rồi, nhìn thấy một bạn rồi, nhìn thấy một bạn rồi, nhìn thấy bạn Linh Đặng 95 Bình Dương rồi nhá. 95 Bình Dương, 95 Bình Dương, 95 Bình Dương đã nhận được một phần quà của mỹ phẩm Olic nha. 95 Bình Dương đã nhận được một phần quà của mỹ phẩm Olic rồi nha. Đây là con số 95 nha. 95 chúc mừng Linh Đặng nhận được một phần quà của mỹ phẩm Olic nha. Kết thúc livestream inbox cho mình nhận quà nhá. Inbox địa chỉ cho mình nhận quà. Kết thúc livestream nha. Rồi, rồi, các chị em ơi, chơi tiếp, chơi tiếp, chơi tiếp. Một con số nữa luôn. Một con số nữa luôn. Con số này, con số này là con số bao nhiêu đây? Con số này, ôi con số này, con số rất là xấu. Con số này rất là xấu nhá mọi người. Hãy comment tiếp tục cho em. Hãy comment tiếp tục cho em hai số này từ 30 cho đến 50 nhá. Từ 30 cho đến 50. Vẫn còn những bạn đằng sau, nhưng mà em tính theo máy chủ nhá. Em tính theo máy chủ nhá. Bạn nào mà em chưa đọc tên có nghĩa là comment của mọi người bị ẩn. Comment bị ẩn thì các bạn phải làm sao ạ? Các bạn phải chia sẻ livestream này hai lần trên trang cá nhân. Sau đó hãng vào đây chơi game nhá, vào đây chơi game nhá. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân rồi mới chơi game nha, thì em mới nhìn thấy comment của mọi người nha. Hãy comment cho em số từ 30, từ 30, từ 30 cho đến 50 nhá. Từ 30 cho đến 50, từ 30 cho đến 50. Đà Nẵng 34 không phải này, không phải này. Em chưa nhìn thấy này, từ 30 cho đến 50. Lên 450 người, em đọc luôn số này nhá. 400, hơn 400 rồi. Em muốn nhìn thấy con số 450, em sẽ đọc luôn số này cho các tình yêu nha. 45 Đắk Lắk không phải nhá, Hồng Sim nhá. 45 không phải nhá. Rồi, em chưa nhìn thấy, em chưa nhìn thấy bạn nào luôn. Em chưa nhìn thấy bạn nào luôn nhá. 49 Bắc Giang, chúc mừng Suani 49 Bắc Giang nhá. Chúc mừng Suani 49 Bắc Giang nhận được một phần quà của mỹ phẩm Olic nhá. Đây là con số bao nhiêu? Đây là con số 49 nhá. Em đã giới thiệu rồi, em đã gợi ý rồi. Đây là con số rất là xấu. Đây là con số rất là xấu nhá các tình yêu nhá. Đây là con số 49, 49 nhá. 49 nhá, không phải 34 cũng không phải 35. Em nhìn thấy đấy, máy chủ nó chạy hơi chậm một chút nên là có thể là hiện thêm ẩn thế rồi nha các tình yêu nha. Chúc mừng Suani 49 Bắc Giang nhận được một phần quà của mỹ phẩm Olic nha. Tiếp tục tăng tương tác đi ạ. Nếu mà không tăng tương tác em không tặng quà nữa đâu nha. Không tăng tương tác không tặng quà nha các tình yêu nhá. Các bạn, em sẽ kiểm tra bạn nào mà không chia sẻ livestream hai lần trên trang cá nhân thì các bạn nhận không được nhận quà đâu nhá, không được nhận quà luôn nha. Khi nào mà các bạn chia sẻ hai lần trên trang cá nhân mới được nhận quà đấy nhá. Khi nào chia sẻ hai lần trên trang cá nhân mới được nhận quà đấy. Nếu mà các bạn mà không chia sẻ đừng có thả tim nữa. Vân Đỗ không thả tim. Tặng phấn, em tặng phấn cho bạn nào chia sẻ livestream này nhiều nhất. Em sẽ tặng phấn, cái tặng hộp phấn này này cho bạn nào chia sẻ livestream nhiệt tình nhất cho em nhá.
Còn đâu nếu như mà tương tác không tăng không chơi game nữa nha, tương tác không tăng không chơi game nữa đâu. Các bạn chia sẻ chưa ạ? Các bạn chia sẻ chưa? Nếu mà chưa chia sẻ, bình thường em không làm gì, em không chơi game, tương tác cũng lên 400-500 người, ngày hôm nay chơi game, tặng quà cho các bạn, tặng quà free cho các bạn không mất gì, nhưng mà tương tác của em không tăng, em sẽ không chơi nữa nha các bạn nhá. Nãy giờ mới lên 400 thôi. Rồi, không chơi với Vân Đỗ nữa. Vân Đỗ từ nãy giờ thả tim, không chơi với bạn Vân Đỗ nữa. Nhìn thấy bình luận ở trên này rồi. Rồi, ok nhá. Các bạn chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream lên 400 người đi. Lên, tiếp tục lên 400 đi ạ. Lên 400 người đi nhá. Rồi, 308 rồi, tiếp tục lên 400 đi. Chơi một tờ nữa luôn, để các bạn nhận được một phần quà của mỹ phẩm Molix luôn nhá. Các bạn comment cho em số này, comment cho em số này nhá. Chia sẻ rồi đúng không? Lên 400 rồi đúng không ạ? Các bạn comment cho em số này từ 80 cho đến 100 nhá. Từ 80 cho đến 100 nhá. Từ 80 cho đến 100 để nhận một phần quà tiếp theo của mỹ phẩm Olic nha. Chỉ từ 80 cho đến 100 thôi. 80 cho đến 100. 80 kèm theo tên tỉnh thành nhá. 80 kèm theo tên tỉnh thành, 450 người, em đọc luôn số này nhá. 430 rồi ạ. 430 rồi, 440 rồi. Thiếu 10 người nữa em đọc luôn số này nhá. Thiếu 10 người nữa đọc luôn số này để nhận được một phần quà của mỹ phẩm Olic đây nha. Logo của Olic nha, rất là hiện đại, rất là xinh luôn. Rất là xinh luôn nhá. Từ bao nhiêu nhỏ? Từ 90 à? 90 cho đến 100 nhá. Lên 450 đi ạ. Gào lát, toát mồ hôi luôn. Toát mồ hôi luôn. Từ 80 cho đến 100 nhá. 80 cho đến 100, 97 Quảng Linh không phải, Niềm Vui Liềm nhá. Hồng Sim Đắk Lắk 95 không phải nhá. Linh Đặng vừa được quà rồi không được chơi nữa nhá. Suani được quà rồi không được chơi nữa nhá. Đồng Tiền 80 Đà Nẵng không phải nhá. Từ 80 cho đến 100 nha. Từ 80 cho đến 100 nha. 97 Hải Dương không phải nha. Lan Anh ơi, Linh Quảng Linh 91 không phải nhá. Diễm Ngô 91 Đắk Lắk không phải nha. Đây cũng là một con số rất là dễ thôi. Đây là một con số rất là dễ thôi nha các bạn nhá. Diễm Ngô 82 Đắk Lắk không phải này. Lily Trần 96 Bình Dương không phải này. Thương H T90 Quảng Ngãi không phải này. Suani vừa được quà rồi nha. Không chơi nữa nha Suani nha. Game này là game dành cho bạn nào chưa bao giờ nhận được quà của nhà em nhá. Chưa bao giờ nhận được quà của nhà em thì các bạn comment đi. Thu Hương. Rồi, em nhìn thấy một bạn comment chính xác rồi. À không, lại thiếu tên tỉnh thành, lại thiếu tên tỉnh thành. Em đọc luôn nhá, em đọc luôn số này nhá. Đây là con số 99, 99, các bạn nhìn thấy không? 66 hay 99 đây, đây là con số 99. Các bạn hãy comment cho em số 99 kèm theo tên tỉnh thành của các bạn đi ạ. 99 kèm theo tên tỉnh thành của các bạn nào. 99, 99 nhá. 99 kèm theo tên tỉnh thành của các bạn để nhận ngay một phần quà của mỹ phẩm Molix nào. Ai nhanh tay nhất? Ai nhanh tay nhất đây? Ai nhanh tay nhất? Em vẫn chưa nhìn thấy, vẫn chưa nhìn thấy, vẫn có rất là nhiều bạn comment số 99. Em vẫn chưa nhìn thấy con số 99. Rồi, em nhìn thấy bạn Phát Lộc. Em nhìn thấy bạn Phát Lộc. Bạn Phát Lộc 99 đến từ Bến Tre nhá. 99 à 99 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. 99 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng bạn Phát Lộc nhận được ngay một phần quà của mỹ phẩm Molix nha. Chúc mừng bạn nha. Rồi. Tiếp theo nào? Thêm một tờ nữa nào? Thêm một tờ nữa nha các tình yêu nha. Thêm một tờ nữa nha. Hãy comment cho em tiếp tục số này đi ạ. Hãy comment cho em tiếp tục số này. Chỉ từ 30 thôi. Chỉ từ 30 cho đến 40 thôi nhá. Hãy comment cho em 10 số từ 30 cho đến 40 thôi. Em gợi ý đây là một số chẵn nhá. Chỉ từ 30 cho đến 40 thôi. Khi nào mà được 550 người, em đọc luôn số này nhá. Rồi, đọc luôn số này cho chị em xem. Đây là con số bao nhiêu? Các chị em nhìn thấy không ạ? Đây là con số bao nhiêu đây? Đây là con số 30 nhá. Đây là con số 30. Hãy comment cho em 30 kèm theo tên tỉnh thành đi ạ. Hãy thật nhanh comment cho em số 30. Cày lát bàn phím cho em đi, số 30 nhá. Bây giờ sẽ không cần gợi ý nữa luôn. Đây là con số 30 nha các tình yêu nha. Con số 30, 30 kèm theo tên tỉnh thành nào. 30 kèm theo tên tỉnh thành nào. Rồi, em nhìn thấy bạn nào đây? Em nhìn thấy bạn Chip Còi. Bạn Chip Còi 30 đến từ Quảng Linh này. Bạn Chip Còi 30 đến từ Quảng Linh này. Chúc mừng Chip Còi này. Chúc mừng Chip Còi 30 đến từ Quảng Linh này. Rồi, nhìn thấy rồi. Bây giờ tiếp theo nhá. Tiếp theo một bạn nữa luôn nhá. Tương tác tăng chơi nhiệt tình luôn. Tương tác tăng chơi nhiệt tình luôn nhá. Tiếp theo một bạn nữa này. Tiếp theo lên 500 đi ạ. Tiếp theo lên 500 đi. Tặng một bạn nữa. Chúc mừng Chip Còi Quảng Linh nhận được vụ phần quà của Mỹ và Molix nhá. Kết thúc livestream mạng inbox cho mình nha. Kết thúc livestream inbox cho mình nha. Rồi, tiếp theo nào, lên 550 người đi. Em đọc luôn số này. Số này là số chỉ từ 00 cho đến 20 thôi. Có 20 số thôi chị em ơi. Có 20 số thôi anh chị em ạ. Chỉ từ 00 cho đến 20 thôi. Chỉ từ 00 cho đến 20 thôi nhá.
chỉ từ 00 cho đến 20 thôi. Em tính theo, bạn nào mà comment bị ẩn thì hãy xem lại xem mình đã chia sẻ livestream này chưa. Nếu mà chưa, vào chia sẻ livestream trước, xong rồi mới vào chơi game nha. Tất cả các anh chị em nhá, chỉ từ 00 cho đến 20 thôi. Hãy comment cho em. 00 Đồng Tháp không phải nhá, HT Cẩm Tú nhá. Quảng Ninh 07 không phải nhá, Linh Linh nhá. Hải Yến Bắc Giang 19 không phải nhá. Chỉ từ 00 cho đến 20 thôi nhá. Chỉ từ 00 cho đến 20 thôi. Rất nhiều bạn comment số 00 nhưng không phải con số 00 nhá. Đây không phải con số 00. Nếu mà tương tác không tăng, tương tác không lên 550 thì em sẽ chơi hết game này em ngưng nhá. Chơi hết game này em ngưng nha. Không chơi nữa đâu, không chơi nữa đâu. Hết game này ngưng luôn, đọc luôn số này. Đây là con số 01. Hãy comment cho em số 01. Comment cho em số 01. 01 kèm theo tỉnh thành của các bạn để nhận quà của Mỹ Phẩm Holic nào. 01 nhá, 01 nhá. Em chưa nhìn thấy các bạn. Bạn nào chưa bao giờ nhận được quà của nhà em? Bạn nào chưa bao giờ nhận được quà của nhà em nào? Bạn nào chưa bao giờ nhận được quà của nhà em hãy comment. 01, 01 nhá. 01, 01 Trương Kiều, 01 Thanh Hóa, Trương Kiều. Rồi chúc mừng Trương Kiều 01 đến từ Thanh Hóa. 01 đến từ Thanh Hóa Trương Kiều nhá. Chúc mừng Trương Kiều nhận được một phần quà của Mỹ Phẩm Olic nha. Chúc mừng Trương Kiều nhận được một phần quà Mỹ Phẩm Olic nha. Rồi. Em muốn tăng tương tác lên 550 người nhưng mà tất cả mọi người không chia sẻ cho em được lên tương tác 550 người. Thế cho nên em sẽ dừng game ở đây nhá. Em đã tặng tất cả những cái phần quà này, em đã tặng tất cả những cái phần quà này, đã tặng tinh dầu bưởi. Đã tặng tinh dầu bưởi này, đã tặng son này, đã tặng rất nhiều những phần quà của Mỹ Phẩm Olic rồi nhưng muốn lên 550 người nhưng các bạn không chia sẻ cho em. Thế cho nên sẽ bây giờ sẽ phải cho em xin 30 giây để em bán hàng nhá. Cho em xin 30 giây để em bán hàng. Để phục vụ tất cả chị em không có nhu cầu chơi game mà chỉ có nhu cầu mua hàng ở đây nhá. Rồi, 01 Trương Kiều Thanh Hóa nhá. Chúc mừng Trương Kiều. Bây giờ nha các chị em nha. Bây giờ nha. Bạn nào mà chia sẻ livestream nhiều nhất trên hội nhóm và chia sẻ trên trang cá nhân 2 lần, em sẽ tặng các bạn ý một hộp phấn. Em sẽ tặng các bạn một hộp phấn trị giá 420.000 như thế này. Hoặc là các bạn sẽ nhận được một hũ tắm trắng. Một hũ tắm trắng như thế này. Phấn hoặc tắm trắng các bạn được tùy chọn. Hoặc là các bạn sẽ được tặng một tờ tiền. Quy đổi ra tiền mặt là 500.000 đồng nha các bạn nhá. Quy đổi ra tiền mặt là 500.000 đồng nha. Đấy, một trong ba món quà các bạn có thể chọn khi mà các bạn chia sẻ livestream này nhiệt tình nhất nha. Chia sẻ livestream này nhiệt tình nhất. Còn bây giờ ngày hôm nay em sẽ mở bán, em sẽ mở bán luôn. Em sẽ mở bán luôn cái sản phẩm em tặng mọi người đây mà rất là nhiều người hỏi từ nãy đến giờ. Đấy là hộp phấn, phấn củ hành này nhá. Em sẽ tặng hộp phấn này. Em sẽ mở bán cái sản phẩm phấn củ hành này, một bộ phấn với son này có giá là 610.000, 610.000 em mở bán ở trên livestream. Em mở bán ở trên livestream nhá. Em mở bán cái sản phẩm phấn và son này có giá 610.000 trên livestream. 610.000 một bộ phấn và son như thế này và khi mà mọi người mua hàng trên livestream, chị em sẽ được tặng một bộ mỹ phẩm giá trị tương đương. Mua một bộ phấn với son, em sẽ tặng mọi người một bộ mỹ phẩm phấn với son giá trị tương đương nha. Mua một bộ, em tặng một bộ duy nhất trên livestream ngày hôm nay nhá. Duy nhất trên livestream ngày hôm nay, tương tác mà tăng lên 550 người tiếp tục chơi game. Còn đâu không tăng, các bạn chia sẻ đi. Còn đâu thời gian còn lại em bán hàng nhá. Mua một bộ trị giá 610.000, em tặng một bộ giá trị tương đương. Và ngày hôm nay em sẽ vẽ trên mặt em những cái vết như thế này để tượng trưng cho những cái vết khuyết điểm của chị em, giống như là những vết thâm, vết nám, vết tàn nhang. Và bây giờ em sẽ sử dụng cái phấn này cho chị em xem là cái mức độ thần thánh của em nó khi mà che khuyết điểm như thế nào nhá. Các chị em nhá, em sẽ che khuyết điểm bằng cái hộp phấn này và sẽ không cần lau đi, không cần rửa mặt mà có thể dùng phấn này có thể che hết những khuyết điểm ở trên da. Còn kinh khủng hơn là nám và tàn nhang của mọi người. Đấy, các bạn nhá. Còn kinh khủng hơn nám và tàn nhang của mọi người. Hộp phấn như thế này nha, đây là hộp phấn em đang sử dụng rồi ạ. Em đang sử dụng gần hết một cái hộp phấn này rồi. Và bây giờ em sẽ sử dụng nó để dạng phấn cho chị em xem nhá. Em sẽ sử dụng một cái bông mút silicone nhá. Em sẽ sử dụng một bông mút silicone để cho mọi người thấy rõ này. Em chỉ cần sử dụng một chút phấn như thế này thôi, em dặm ở trên da để em mua một phấn thì được tặng
thêm một nõi nhá. Đây nha các chị em nhá, em sử dụng bông silicone để cho mọi người thấy rõ chất phấn này. Em chỉ sử dụng một chút phấn thôi, không mọi người lại bảo em nâu đi, bởi vì cái bông silicone này không thể nâu được đâu mọi người ạ. Đây nhá, em dạm ở trên da cho mọi người xem này. Em dạm ở trên da cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Em dạm trên da để cho tất cả mọi người cùng xem luôn. Tất cả những cái khuyết điểm ở trên da của em nhá, có thể có thể che được hoàn hảo luôn nha. Không thể sử dụng cái bông này. Hôm nay không quen sử dụng bông rồi, em sử dụng mút đi. Đây nhá, em sử dụng cái phấn này này, để em dặm trên da cho nó chắc tay. Dặm bằng bông hôm nay nó trơn quá. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây nhá, hôm nay không thể dặm bằng silicone. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Tại vì hôm nay những cái kiểu da mặt em ra mồ hôi ấy, em dặm bằng silicone nó rất là trơn, nó không che được. Đây nhá các chị em nhá, em sử dụng bông nhá, em sử dụng bông cho mọi người thấy nhá. Một chút phấn như thế này này, để che khuyết điểm ở trên da này. Đấy, chị em nhìn thấy không? Rồi nhá, tăng điều hòa cho tôi với, nóng lắm. Che hết khuyết điểm luôn nhá các chị em nhá, che hết khuyết điểm luôn nhá. Một chút phấn như thế này, che hết khuyết điểm ở trên da luôn. Những cái khuyết điểm rất là đậm như thế này, chị em nào mà có nám, có tàn nhang thì đều có thể sử dụng phấn để che phủ hoàn hảo đi nha các chị nhá. Đều có thể sử dụng phấn để che phủ hoàn hảo đi luôn nhá. Không cần mà... Đây nha các chị em nha, chờ em một chút nhá, chờ em một chút. Đấy, em họa trên da cho các chị em xem này. Một bộ như thế này nhá. Phấn này bao nhiêu ạ? Da khô sử dụng được không ạ? Đây nha các tình yêu nha, một bộ như thế này, riêng ngày hôm nay em bán một bộ phấn với son, em mục sở thị cho chị em luôn. Một bộ phấn với son có giá 610.000. 610.000 một bộ phấn với son nhá các chị em nhá. Một bộ mỹ phẩm phấn với son có giá 610.000. Khi mà chị em mua trên livestream, em sẽ tặng cho mọi người một bộ phấn với son. Em sẽ tặng cho mọi người một bộ giá trị tương đương nhá. Mua một bộ phấn son, tặng một bộ phấn với son giá trị tương đương nhá. Đây nha, mua một bộ, tặng một bộ giá trị tương đương luôn. Hai màu son thì mọi người có thể tùy chọn màu nhá. Hai màu son mọi người có thể tùy chọn màu. Có 8 màu son cho mọi người chọn nhá. Và đây là lõi phấn này, để em sẽ tặng kèm mọi người. Khi nào mọi người dùng hết hộp phấn này thì chị em có thể thay thế hộp phấn mới mà không mất tiền phải mua thêm nha. Son có rất là nhiều màu xinh nhá. Màu như em đang dùng là màu đỏ mận nhá. Em đang dùng màu đỏ mận nhá. Đó. Tất cả chị em nào mà đặt hàng ấy, để lại cho em xin số điện thoại, bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị em nhá. Bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị em nhá. Đây là số điện thoại của bên em này, số 495 là số điện thoại của bên em. Rồi, một bộ tặng phấn của Hành nhá, Nhật Anh nhá. Đây nha các chị em nhá, mua một bộ như thế này, một bộ phấn với son của cùng hãng luôn nhá, hãng mỹ phẩm sạch Olic luôn nhá các chị em nhá. Mua một bộ như thế này, em sẽ tặng mọi người một bộ giá trị tương đương nhá. Mua một bộ, em sẽ tặng mọi người một bộ giá trị tương đương. Son là son lì nhá, son là son lì nhá tất cả các tình yêu nhá. Mua một bộ, em tặng một bộ giá trị tương đương. Lõi phấn cũng là lõi phấn của phấn của Hành này luôn, để khi nào chị em dùng hết cái hộp phấn này, mình có thể thay thế hộp phấn mới vào mà không mất tiền phải mua thêm nha, không mất tiền phải mua thêm luôn. Và sẽ tặng cho chị em thêm một thỏi son nữa. Hai màu son mọi người có thể tùy chọn nhá. Đấy, hai màu son mọi người có thể tùy chọn luôn. Và bây giờ em sẽ tiếp tục mục sở thị phấn cho chị em xem nhá. Tiếp tục mục sở thị phấn cho chị em xem này. Đấy, em sẽ sử dụng một chút phấn như thế này để dặm trên da. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Một lớp phấn trên này này đã che được gần như là hoàn hảo tất cả những cái khuyết điểm rồi. Bây giờ sẽ dặm thêm lớp thứ hai. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Dặm đến đâu che phủ hết đến đấy nhá. Dặm đến đâu che phủ hết đến đấy luôn. Chị em nào mà có thâm, đặc biệt là nám cái vùng này này, đặc biệt là nhiều chị em có nám những cái vùng này này, thì bình thường phải sử dụng kem che khuyết điểm mới có thể che phủ được. Nhưng mà riêng phấn nhà em, chị em chỉ cần sử dụng một chút phấn thôi, chỉ cần sử dụng một chút phấn như thế này thôi này, là có thể che hết được hoàn hảo những cái khuyết điểm ở trên da luôn nhá. Mua một hộp phấn thì là 420.000 các chị nhá. Mua một hộp phấn không thì là 420.000. Các chị em được tặng kèm thêm lõi phấn, để khi nào mình dùng hết hộp phấn, mình có thể thay thế bằng hộp phấn mới nhá. Em sẽ tặng kèm thêm cho mọi người lõi, để khi nào mọi người dùng hết cái hộp phấn cũ, mọi người thay lõi vào. Duy nhất mua hàng trên livestream em mới tặng nha, mua bên ngoài thì em không có tặng kèm đâu ạ. Mua bên ngoài em không có tặng kèm đâu nha các chị em nhá.
Dạ vâng, các chị em đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại, bên em sẽ gọi điện để chốt đơn cho các chị nhá. Bên em sẽ gọi điện để chốt đơn cho các chị. Bây giờ nhá, mua son thì 190.000, mua một hộp phấn không thì có giá là một hộp phấn như thế này thì có giá 420.000. Còn đâu khi mà chị em mua một bộ phấn với son nhá, khi mà chị em mua một bộ phấn với son như thế này có giá là 610.000, em đã ghim giá ở bên dưới các chị có thể xem. Thì sẽ được tặng một bộ giá trị tương đương nhá. Các chị sẽ được tặng một bộ giá trị tương đương như thế này. Mua một bộ phấn son, em tặng một bộ phấn son duy nhất trên livestream nha. Mua bên ngoài em không có tặng đâu. Duy nhất ngày hôm nay em mở bán ở trên trên Facebook này em mới tặng cho các chị em nha. Rồi vừa là em đã mực sở thị những cái lớp rất là kinh khủng, một cái lớp khuyết điểm rất là kinh khủng trên da cho chị em rồi. Bây giờ em sẽ tiếp tục mục sở thị cho chị em những cái khuyết điểm ở trên da của em tiếp nhá. Tiếp theo sẽ là những cái khuyết điểm bằng bút mực nhá, bằng bút mực chét nhá, bằng bút mực không trôi, bằng bút vẽ bảng không trôi như thế này nhá. Ở đây nhá, da khô sử dụng được nhá, non bé nhá, da khô sử dụng được nhá, da nhạy cảm nhất vẫn có thể sử dụng phấn này, bởi vì nó là phấn nước thay thế luôn kem nót, kem nền, thế cho nên là khi đánh trên da rất là mỏng mịn, đẹp da, mọi người có thể nhìn thấy này. Da em là da nhạy cảm, rất dễ lên mụn, mà riêng em sử dụng phấn này vô tư luôn. Và khi sử dụng trên da nhá, càng sử dụng nó càng căng bóng. Em sẽ sử dụng thêm những cái lớp tiếp theo cho chị em xem nhá. Sẽ sử dụng những vết tiếp theo. Da mụn, mụn cá mụn đầu đen thì có thể che hoàn hảo luôn nhá. Loan bé cho mình một bộ. Dạ vâng, các chị nào mà lấy một cả son ấy thì tẹo lỡ em sẽ gửi màu son cho các chị chọn nhá. Đây, chắc chắn là sẽ không có một ai mà có nhiều lắm, nhiều khuyết điểm như da em đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ không có ai có nhiều khuyết điểm như da em luôn. Thì che được mụn không? Mụn to thì không che được đâu ạ. Mụn mà bằng đầu ngón tay thì không che được đâu ạ. Che được những cái mụn nhỏ, mụn cá, mụn đầu đen nha các chị nhá. Đồi mồi che được nhá, sẹo rỗ che được nhá, thâm mụn che được nhá. Đây nha các chị em nhá. Rồi, đây nha, bây giờ các tình yêu nhìn thấy không ạ? Có chị nào mà bị nám khắp mặt như em không ạ? Có chị nào bị tàn nhang khắp mặt như em hay là bị sẹo rỗ hoặc là bị sẹo thâm để lại nhiều như em không ạ? Thế mà cái phấn của nhà em, bây giờ em sẽ mục sở thị cho các chị em thấy những cái vết nám của chị em có thể che được. Những vết nám của chị em có thể che được nhá, mọi người nhìn này. Mọi người em dặm chất phấn này, em dặm chất phấn này lên da cho chị em xem này. Đấy, đây là chất phấn nhá, đây là chất phấn của nó nhá, rất là tự nhiên nhá. Bây giờ em sẽ dùng bông nhá, em sẽ dùng bông để em dặm tất cả những cái vết ở trên da em đi nhá. Các chị em nha, một chút phấn thôi để dặm hết tất cả những cái khuyết điểm. Đây, lớp đầu tiên này mọi người nhìn thấy không? Mọi người dặm nhá, riêng dặm phấn thì mọi người dặm từ trong ra ngoài cho em nhá. Dặm từ trong ra ngoài, hướng lên trên theo hướng vòng cung nhá. Hướng lên trên theo hướng vòng cung đây này. Đấy, mọi người dặm lên đây nhá. Cái vùng này là vùng rất là nhiều chị em mà có nám này, có khuyết điểm này. Đấy, rất là nhiều chị em có nám, có khuyết điểm ở trên cái vùng này. Và khi mà chị em sử dụng ấy thì một lớp phấn thôi có thể che phủ hoàn hảo, mà mọi người nhìn thấy không? Đây là hai lớp phấn em đánh lên da nhá, hai lớp phấn em đánh lên da mà nó vẫn rất là mỏng mịn này, căng bóng này, da khô da dầu dùng được hết nhá. Đấy, các chị em nhìn thấy không? Căng bóng luôn nha. Sẽ không có một làn da nào mà có lắm khuyết điểm như thế này đâu. Đây là em đang test phấn cho chị em đấy. Các chị em ơi, một bộ như thế này nhá, một bộ như thế này, một bộ phấn với son như thế này chỉ có giá 610.000, duy nhất ngày hôm nay trên livestream nhá. Duy nhất ngày hôm nay trên livestream em bán là 610.000 một bộ. Chị em sẽ được tặng kèm một bộ giá trị tương đương nhá. Chị em sẽ được tặng kèm một bộ giá trị tương đương. Chị em sẽ được tặng kèm một bộ giá trị tương đương. Hai màu son mọi người có thể tùy chọn. Shop em có 8 màu son tất cả, cho chị em chọn màu gì cũng có và son rất là lì. Tiếp theo là lõi phấn đi kèm theo hộp phấn nhá. Lõi phấn này em tặng kèm khi nào mà mọi người dùng hết cái hộp phấn này. Khi nào mọi người dùng hết hộp phấn này, mình có thể thay thế lõi phấn mới vào. Một bộ sẽ dùng được 1 năm nhá. Một hộp phấn thì sẽ dùng được 4 đến 5 tháng, và một bộ như thế này sẽ dùng được 1 năm nhá. Phấn không em có bán nhá. Một hộp phấn không thì là có giá 420.000 nhá. 420.000 một hộp phấn, em sẽ tặng kèm thêm cho mọi người lõi phấn nhá. Còn đâu khi mà mọi người mua một bộ phấn son, em sẽ tặng cho mọi người một bộ giá trị tương đương nhá. Mua một bộ em tặng một bộ giá trị tương đương nhá. Đây nhá, đây là hàng của công ty mỹ phẩm Olic nha các chị em nhá. Công ty mỹ phẩm sạch Olic, mỹ phẩm sạch Olic có thương hiệu nhá. Đây, tất cả những hàng của nhà em có tem mác hẳn hoi nha các chị em nhá. Đây nha,
có tem vàng tem bạc hẳn hoi nha các chị em nha, có tem vàng tem bạc hẳn hoi nhá. Đấy, ai mà biết phấn làm từ gì, em chỉ biết em không làm ra phấn, em chỉ bán hàng của công ty thôi. Đấy nhá, các chị nào mà đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại. Các chị nào đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại. Em sẽ, bên em sẽ gọi điện chốt đơn và sẽ gửi hàng cho các chị vào ngày mai nhá. Dạ vâng, Như Nguyệt, em lấy một hộp phấn. Dạ vâng, các chị đặt hàng cứ để lại cho em xin số điện thoại. Em chốt đơn của chị Như Phượng nhá. Bây giờ em sẽ tiếp tục dặm phấn, một lớp phấn cho chị em xem nhá. Đấy, em sẽ tiếp tục dặm phấn cho chị em xem nha. Chị Morning đặt gì đấy ạ? Chị Morning đặt gì đấy ạ? Đây nha các tình yêu nha. Các chị em dặm phấn từ trong ra ngoài nhá. Từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên như thế này nhá. Hãy dặm phấn theo hình vòng cung, dặm phấn nước rất là dễ thôi. Các chị đừng miết nhá, các chị đừng miết, nó sẽ làm lớp phấn của mình nó bị xước ấy. Chị em hãy cứ dặm như thế này thôi. Đấy, chị em cứ dặm phấn như thế này thôi. Dặm từ dưới lên trên cho em nhá. Dặm từ dưới lên trên cho em. Đấy là nó căng bóng mỏng mịn luôn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là căng bóng mỏng mịn tẹp ra. Lớp phấn thứ hai. Lúc đầu em có đánh phấn rồi đấy mọi người ạ. Lúc đầu em có đánh phấn rồi. Và lớp phấn này đáng lẽ là lớp phấn thứ ba của em đấy. Mọi người thấy không? Vẫn rất là mỏng mịn nhá. Phấn dùng được lâu không? Dạ phấn này giữ được từ 7 đến 10 tiếng và một hộp như thế này sẽ dùng được 4-5 tháng. Em sẽ tặng kèm cho mọi người lõi phấn thì sẽ dùng được khoảng 1 năm nhá. Yến Vũ sử dụng mặt bao nhiêu, em đang pro phấn mà. Mai Lương mình lấy một hộp phấn nhé. Dạ vâng chị ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Em không dán mí đâu. Mí em mí tự nhiên nha các chị nhá. Sữa rửa mặt em bán 200.000 nhưng mà trong này em không bán sữa rửa mặt. Em đang mục sở thị phấn cho chị em xem nhá. Đấy, mọi người thấy không? Bạn nào mà có khuyết điểm, có lám, có mụn, có tàn nhang thì đều có thể sử dụng nhá. Thấy cô Út Nhìn Lợm nha, cô Út Nhìn Lợm hỏi gì đó ạ? Đấy, bạn nào mà lấy phấn hay là lấy một bộ phấn với son phải để lại cho mình, để cho em xin số điện thoại. Để lại cho em xin số điện thoại nha. Dạ vâng, em chốt đơn của chị Mai Lương nha. Dạ vâng, em chốt đơn của chị Linh Mon nha. Phấn của công ty mỹ phẩm sạch Olic nha các chị nhá. Phấn của công ty mỹ phẩm sạch Olic nhá. Đây nha các chị em nhá. Một bộ như thế này, một bộ phấn với son như thế này có giá là 610.000. Và duy nhất trong cái livestream này các chị nhá. Mua một bộ em sẽ tặng một bộ giá trị tương đương. Các chị mua một phấn một son, em sẽ tặng cho các chị một bộ phấn son giá trị tương đương luôn. Đây nhá, một bộ phấn son giá trị tương đương luôn. Thứ nhất là son để khi nào. Đây nhá, hai thỏi son luôn. Thế là mọi người được chọn hai thỏi son luôn nhá. Còn đâu mọi người sẽ được tặng kèm thêm lõi phấn như thế này. Để khi nào dùng hết hộp phấn này mình có thể thay thế hộp phấn mới mà không mất tiền phải mua thêm nhá. Có hai tông màu nhá Phương Anh nhá. Có tông da và có tông trắng nhá. Son bao nhiêu? Son là 190 một cây nhá Trân Huỳnh nhá. Chị em nào mà đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhá. Em ở Quảng Ninh nhá, chị Lily nhá. Không xài nhiều. Một hộp phấn như thế này thì dùng, nếu mà các bạn không bóc vỏ thì sẽ để được khoảng 35. Còn đâu nếu mà bóc vỏ thì các bạn sẽ để được 25 nhá. Sẽ để được khoảng 25 nhá. Rồi, các bạn ơi, tất cả các chị ơi. Em ghim giá ở trên màn hình nhá. Em ghim giá ở trên màn hình cho các bạn nhá. Một bộ phấn với son có giá 610.000 và riêng phấn là 420.000 nhá. Chị Yến Vũ ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Vũ Yến nhá. Chị em nào đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại nhá. Các chị đặt hàng cho em xin số điện thoại nhá. Rồi, em sẽ sử dụng một hộp phấn nước nữa này. Một chút nữa này. Em đang sử dụng tông màu trắng nhá các chị nhá. Em đang sử dụng tông màu trắng nhá các chị nhìn thấy không ạ? Em dặm phấn đến đâu các chị nhìn thấy luôn đúng không ạ? Em dặm phấn đến đâu các chị nhìn thấy luôn. Nhìn thấy luôn nhá, che hết hoàn hảo luôn nhá. Chị Đặng Huyền Trâm. Dạ vâng, em chốt đơn của chị Đặng Huyền Trâm nhá. Em chốt đơn của bạn Púc Púc nhá. Rồi, em chốt đơn của chị Ngọc Minh nhá. Tất cả chị em nào đặt hàng nhớ để lại cho em số điện thoại và bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị. Em là người Quảng Ninh, bưu hàng của em. Mắc Cưng. Dạ vâng, tất cả các chị em đặt hàng hãy để lại cho em xin số điện thoại. Đồng thời là khi mọi người em gửi hàng ấy, tất cả mọi người được kiểm tra hàng trước nhá. Đúng hàng, đủ hàng mới phải thanh toán nha các chị nha. Em bán mỹ phẩm mấy năm nay rồi, cực kỳ uy tín lên các bạn. Nên các bạn có thể yên tâm. Các chị em yên tâm là khi nhận hàng được kiểm hàng rồi mới phải thanh toán nhá. Dạ vâng, em chị Hồng Hạnh, em chốt đơn của chị Hồng Hạnh nhá. Tất cả các chị em mà đặt hàng một bộ phấn với son ấy
thì cho em xin màu son luôn nhá, màu son hoặc là inbox sẽ em sẽ gửi màu son cho mọi người nhá. Màu son em đang đánh là màu đỏ mận nha, rất là xinh. Đây nha các chị nha, một hộp phấn, một hộp một bộ phấn son như thế này em ghim giá ở bên dưới. Em ghim giá ở bên dưới cho các chị xem nhá. Một bộ có giá là 610.000 thì các chị em duy nhất mua trên livestream thôi, mua bên ngoài em không có tặng đâu. Em chỉ bán hàng trên livestream thôi. Mua bên ngoài không có tặng kèm đâu ạ. Một bộ như thế này có giá 610.000, em sẽ tặng kèm thêm cho mọi người một bộ mỹ phẩm giá trị tương đương. Một bộ mỹ phẩm giá trị tương đương nha. Một bộ giá trị tương đương, đầu tiên là nõi phấn đi kèm với hộp phấn, thứ hai là hai màu son. Mọi người có thể chọn màu son bất kỳ, mọi người có thể chọn màu son gì mọi người thích, hoặc em có thể tư vấn màu son cho mọi người nhá. Tùy theo độ tuổi, lứa tuổi và màu mọi người thích, em có thể tư vấn cho chị em nhá. Tất cả các tỉnh thành. Dạ vâng, em chốt đơn của chị Phạm Luân nhá. Dạ vâng, tất cả các tỉnh thành em lấy ship là 30.000 tiền ship nha các chị nhá. 30.000 tiền ship thôi, 30.000 tiền ship nha. Tất cả các tỉnh thành nhận hàng mới phải thanh toán. Nhận hàng mới phải thanh toán, đồng thời là được kiểm tra hàng trước nhá. Được kiểm tra hàng nha. Bây giờ em sẽ đánh tiếp lớp phấn tiếp theo. Em sẽ đánh tiếp lớp phấn tiếp theo nhá. Chị em nào đặt hàng nhớ để lại cho em xin số điện thoại. Số điện thoại nhá. Chị Luân Phạm cho em xin số điện thoại nha chị Luân ơi. Đây nha, em sẽ sử dụng một chút phấn này. Đây nhá, em sẽ dặm cho chị em xem này. Thật gần cho chị em xem nhá. Không giữ khoảng cách nữa nhá. Đây nhá, một chút phấn cho chị em xem này. Em dặm này, đấy, mọi người nhìn thấy không? Lớp đầu tiên này, lớp phấn đầu tiên lên da nhá. Mọi người nhìn thấy không? Lớp phấn đầu tiên trên da của em này. Đấy, bạn nào, chị nào mà có thâm, có nám, có khuyết điểm, có tàn nhang ấy đều có thể sử dụng phấn này. Đồng thời cái phấn này nhá, mình chỉ cần dùng một lớp thôi, nó thay thế cho mình cả kem nốt, kem nền, kem che khuyết điểm và chống nắng luôn nhá các chị em nhá. Đây mọi người nhìn thấy không? Che hoàn hảo luôn, che hết luôn. Sẽ không có chị nào mà có nhiều khuyết điểm như da em đâu. Không có nhiều khuyết điểm như em vẽ lên đây đâu, thế mà che hoàn hảo luôn nhá. Dạ vâng. Vũ Yến một bộ, dạ vâng em chốt đơn của chị Yến nhá. Em chốt đơn của chị Luân Phạm nhá. Kẹo lưỡi bên em sẽ gọi nhá. Kẹo lưỡi bên em sẽ gọi nhá. Một chút phấn nhá. Em dùng, đây là hộp phấn em đang xài rồi, gần hết một hộp phấn rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Em dặm phấn cho mọi người xem này. Mọi người nhớ nhá, dặm như thế này này, dặm như là đùa trên da như thế này này. Mọi người đừng miết nhá. Mọi người đừng miết nhá. Mọi người đừng miết, miết nó sẽ làm xước lớp nền của mọi người. Đây nha, rất là mỏng mịn tự nhiên xinh luôn. Chống nắng tốt không chị? Độ chống nắng là SPF 50 nhá. SPF 50, chống nắng tối đa luôn nhá. Chống nắng SPF 50 luôn. Dùng được hàng ngày nhá, chị Phan Mộng Kiều nhá. Dùng được hàng ngày luôn, hàng ngày em vẫn dùng phấn. Bầu bí mà vẫn có thể dùng phấn bình thường nhá các chị nhá. Bầu bí da nhạy cảm nhất vẫn có thể sử dụng phấn bình thường luôn. Đấy, em dặm cho chị em xem này. Mụn to không che được nhá, mụn to bằng đầu ngón tay thì chịu, không có một loại phấn nào che được mụn to cả. Có đâu những cái mụn nhỏ, mụn niti thì phấn nhà em có thể che phủ được nhá. Mụn nhỏ, mụn niti có thể che được nhá. Thu Bình bao nhiêu vậy chị? Một bộ phấn với son của nhà em có giá 610.000. Khi mà chị em mua một bộ, em sẽ tặng một bộ giá trị tương đương. Đầu tiên sẽ tặng cho chị em thêm một phấn, sẽ tặng cho chị em một nõi phấn này, tặng thêm cho chị em thêm một son, tổng cộng là hai son và một bộ phấn và lõi nhá. Lấy em một bộ bình bướng bình. Dạ vâng, em chốt đơn của chị Bình bướng bình nhá. Bây giờ em sẽ họa thêm lớp thứ ba cho chị em xem nha. Lớp thứ ba trên da mặt nha. Lớp thứ ba cho chị em xem này. Lớp thứ ba cho mọi người xem phấn của nhà em nó mỏng mịn thế nào. Đã che khuyết điểm được tối ưu rồi, che được hết lám, hết tàn nhang rồi, mà nó còn che được, mà nó còn rất là mỏng mịn. Hai lớp phấn, ba lớp phấn trên khuôn mặt em này, chị em nhìn thấy không? Vẫn rất là mỏng mịn nhá. Mọi người không nhìn thấy nó bờ bạch hay là nó bị lộ vân phấn, lộ vân kem nhá. Đây mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Các chị em nhớ chia sẻ livestream này cho em nha. Nhớ chia sẻ hai lần, chia sẻ livestream này trên trang cá nhân cho em thì mới được mua một bộ tặng một bộ đấy nhá. Các chị nhá, nhớ chia sẻ livestream cho em đấy ạ. Chị vẽ thế không sợ hả chị? Không mọi người ạ, em muốn mục sở thị cho mọi người xem, thực sự em rất nhiệt tình. Em muốn test cho mọi người xem cái chất phấn ở bên em, nó mỏng mịn như thế nào và nó che khuyết điểm tốt như thế nào nhá. Đây nha các chị nhá. Đây nha, em đang sử dụng tông trắng tự nhiên nha các chị nhá. Đang sử dụng tông trắng tự nhiên, em sẽ không sử dụng tăng tông da được bởi vì nó sẽ lệch tông da của em, da của em là da trắng. Đây nha các chị nhá. Lớp phấn thứ tư nhá, lớp phấn thứ tư trên khuôn mặt nhá. Son đỏ mận và son đỏ cam. Dạ vâng chị Bình nhá. Em sẽ gửi cho mình luôn nhá. Kẹo lưỡi bên em sẽ gọi điện để chốt đơn. Và mọi người nhớ nhá, bên em gửi hàng từ bưu phẩm Quảng Ninh nhá. Tất cả bưu phẩm khác hay là bưu phẩm ở Nghệ An là chim lợn nhá.
Bưu phẩm có ghi là Quỳnh Lưu Nghệ An là chim lợn nha chị em nha. Em nhắc luôn ở trên này, chỉ có ghi bưu phẩm từ Quảng Ninh mới là bưu phẩm của em thôi nha các chị nhá. Bưu phẩm Quảng Ninh và người gửi có thể kèm theo số điện thoại đằng sau của nhà em nha. Nhận hàng các chị được kiểm tra hàng nhá. Bút hết mực rồi. Ừ, dùng mãi bút nó hết mực rồi, còn bút mới đây này. Nhà mình có bút mới đây này. Trang tròn tròn mua gì không? Rồi, bây giờ nhá các chị em nhá. Bây giờ các chị em nhá. Em sẽ tiếp tục dặm phấn nhá, em sẽ tiếp tục dặm phấn cho chị em nhá. Đây nhá, tiếp tục dặm phấn cho chị em này. Lớp phấn thứ tư trên khuôn mặt em nhá, lớp phấn thứ tư trên khuôn mặt em này. Đây, mọi người nhìn thấy không? Phấn này, đấy, phấn ở trên da em đấy. Tiếp tục dặm phấn này. Đấy. Đây nha. Đây nha các chị em nha. Đấy. Đây nha. Che hết khuyết điểm luôn nhá. Có chị em nào bị nám không ạ? Đặc biệt là cái vùng này là cái vùng bưu phẩm Quảng Ninh nó thấp nhá. Mình mừng mình. Đây nha các chị em nhá. Cái vùng này này là cái vùng mà nhiều chị em bị nám nhất, bị thâm nhất, bị nhiều khuyết điểm nhất và khó che khuyết điểm nhất là ở cái vùng này. Chị em chỉ cần dặm nhẹ thôi và dặm hướng lên đường vòng cung cho em nhá. Dặm hướng lên trên. Đấy, cứ dặm nhẹ như thế này thôi, như đùa trên da thôi. Không phải dặm mạnh, cũng không phải miết nhá. Các chị em đừng miết như thế này, miết như thế này nó sẽ làm xước lớp lền và nó sẽ không được căng bóng mỏng mịn. Mọi người nhìn thấy lớp phấn thứ tư của em thế nào ạ? Rất là mỏng mịn đúng không ạ? Đấy, rất là mỏng mịn tè vào da luôn, dù là lớp phấn thứ tư đi chăng nữa mà không nhìn thấy vân phấn, không nhìn thấy cả lỗ chân lông luôn này chị em này. Em quay sát cho chị em xem này, không thấy cả lỗ chân lông nhá. Che khuyết điểm hoàn hảo luôn. Không phải dùng kem che chống nắng nữa nhá chị Bình nhá, không phải dùng chống nắng nữa nha, bởi vì là phấn có chống nắng rồi. Đây này, phấn có ghi độ chống nắng PA 50 đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? 4 lớp phấn trên da mặt nhá. 4 lớp phấn trên da mặt luôn. Các chị em nào mà đặt hàng nhớ để lại cho em số điện thoại, bởi vì em chỉ chốt đơn cho các chị khi mà mua hàng trên livestream thôi nhá. Mua hàng bên ngoài em không có tặng đâu. Mua hàng bên ngoài em không có tặng đâu nhá. Phan Mộng Kiều một hộp phấn. Dạ vâng, em chốt đơn của chị Phan Mộng Kiều nhá. Mình lấy son màu đỏ hồng và đỏ cam nhá. Dạ vâng chị Vũ Yến nhá. Em chốt đơn của chị nhá. Đây nha các chị em nhá. Tẹo lưỡi bên em sẽ gửi các màu son cho chị em chọn nhá. Các chị em mua một bộ phấn với son như thế này thì có giá là 610.000. Em đã ghim giá ở bên dưới nhá. Em đã ghim giá ở bên dưới 610.000 và tất cả các tỉnh thành. Tất cả các tỉnh thành. Em lấy ship là 30.000 tiền ship, 30.000 tiền ship thôi các chị nhá. Một bộ 610. Khi mà chị em mua một bộ, em sẽ tặng cho chị em một bộ giá trị tương đương nhá. Mua một bộ phấn son, em sẽ tặng cho mọi người một bộ phấn son giá trị tương đương. Đầu tiên là lõi phấn này, để khi nào mình dùng hết hộp phấn này, mình có thể thay thế hộp phấn mới vào, và một bộ như thế này dùng được cả một năm liền nhá các chị nhá. Và sẽ được hai mỏ son như thế này nhá. Hai thỏi son như thế này, mọi người có thể tùy chọn màu, màu gì mọi người thích nhá. Nhưng mà em đang dùng là màu đỏ mận nhá. Tiên Mỹ chúng rồi thì tẹo lửa kết thúc livestream inbox cho chị nhá. Đang livestream không thể inbox cho em đâu. Thì ra các chị em cô lừa chúng tôi. Không phải là lừa đâu ạ, bởi vì phấn nhà em rất là thần thánh. Phấn ở em rất là thần thánh, có thể che hết khuyết điểm. Hầu hết là mọi người ai chẳng có khuyết điểm đúng không? Chẳng ai muốn mình có khuyết điểm cả. Nhưng mà khi có khuyết điểm rồi thì chúng em phải biết cách để che đi thôi anh Hoàng Dũng ạ. Đây nha các chị em nhá. Chị em nào đặt hàng nhớ để lại cho em xin số điện thoại, bởi vì chỉ trên livestream này em mới tặng thôi, bên ngoài không tặng đâu nha. Đây, dùng một chút phấn nữa này. Dùng một chút phấn nữa này để dặm hết trên da này các chị em này. Che hoàn hảo luôn nhá. Dặm từ trong ra ngoài. Đấy. Hết tất cả luôn. 4 lớp phấn ở trên da vẫn mỏng mịn, căng bóng mỏng mịn như da em bé luôn nhá. Không bờ bạch, không lộ vân kem, vân phấn, che hết khuyết điểm. Và nó lại có chống nắng nữa, chỉ cần một lớp phấn thôi các chị nhá. Che được hết cả thâm mắt nha các chị nhá. Che được hết cả thâm mắt luôn, không thấy cả thâm mắt luôn nhá. Chỉ cần một lớp phấn thôi, nó thay thế cả kem nót, kem nền và phấn phủ. Chị em chỉ cần dùng một lớp phấn thôi nhá. Không cần dùng thêm bất kỳ một cái sản phẩm gì nữa nhá. Chỉ cần một chút phấn thôi, không cần sử dụng thêm cả kem chống nắng, bởi vì là ở phấn này nó có kem chống nắng rồi nha các chị em nhá. Ở phấn nó có chống nắng luôn rồi nha. Em ghi số điện thoại của em luôn nhé. Dạ vâng, tí nữa em sẽ gọi. Và số điện thoại của em sẽ là đuôi 495. 495 sẽ gọi điện chốt đơn hàng cho các chị. Và bưu hàng của em được nhận hàng mới phải thanh toán nhá. Được nhận hàng mới phải thanh toán nha các chị nhá. Da hay dị ứng, dạ vâng, da hay dị ứng dùng được chị nhá. Bởi vì là da nhạy cảm nhất vẫn có thể sử dụng phấn này. Nó là phấn nước, hàng của công ty mỹ phẩm sạch nên các chị cứ yên tâm.
Em bán hàng mấy năm nay, sản phẩm phải tốt, em mới trụ được đến mấy ngày mấy năm nay nhá các chị em nhá. Bây giờ em sẽ tiếp tục dặm phấn nhá. Đây nha, cái chất phấn của em đây này. Em dặm lên đây cho các chị xem này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là cái chất phấn ở bên em nhá. Đây là cái chất phấn nhá. Phấn rất là trong và mịn luôn. Bây giờ em sẽ dặm phấn này và sẽ dặm ở trên da này. Đấy, sẽ dặm ở trên da cho các chị xem luôn. Đây nhá, phấn nó hòa vào da rất là đẹp luôn. Không thấy cả lỗ chân lông luôn nhá các chị em nhá. Đấy, đánh cả vào mắt đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy không ạ? Không thấy cả lỗ chân lông luôn, lớp phấn thứ tư trên khuôn mặt. Trắng đẹp luôn nhá. Không hề lộ vân phấn luôn, dù em đánh có 4 lớp phấn hay 5 lớp phấn đi chăng nữa thì nó vẫn rất là mỏng mịn, vẫn rất là tẹp da nhá. Vẫn rất là mỏng mịn tẹp da luôn các chị này. Đấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đây nhá. Đó. Mỏng mịn tẹp da luôn. Che hoàn hảo luôn. Mà đặc biệt là cái phấn này nó rất là tiết kiệm phấn nha các chị em nha. Phấn này rất là tiết kiệm phấn luôn. Cảm ơn Châu Khiu nhá. Rồi, cảm ơn Châu Khiu nhá. Đấy, chị em nào đặt hàng nhớ để lại cho em xin số điện thoại. Bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nhá. Bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị. Và tất cả chị em đặt hàng ấy thì khi mà nhận hàng các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Một bộ phấn với son như thế này có giá là 610.000. Một bộ như thế này có giá là 610.000. Các chị em mua trên livestream em sẽ tặng mọi người một bộ giá trị tương đương. Thấy Việt Việt Hồng nhá. Thấy Việt Hồng nhá. Tặng một bộ giá trị tương đương nhá. Mua một bộ như thế này, em sẽ tặng mọi người một bộ giá trị tương đương. Sẽ tặng cho mọi người một nõi phấn này, sẽ tặng cho mọi người một thỏi son này, sẽ tặng một nõi phấn và một thỏi son cho chị em nhá. Thì khi mua trên livestream mua một bộ em mới tặng một bộ nhá. Mua bên ngoài không tặng nhá. Chơi cái gì hả An Hòa? Bây giờ em không chơi game nữa rồi. Bạn nào chơi game thì nick ra ngoài đi. Hôm sau chúng mình chơi game nhá. Hôm nay em bán hàng thôi. Vừa nãy tặng rất là nhiều quà cho chị em rồi. Nên là hẹn chị em ngày hôm khác chúng ta chơi game nhá. Còn nếu bạn nào đã trúng game rồi thì kết thúc live stream. Khi nào kết thúc live stream thì hãy inbox cho mình nhá. Rồi các chị em nhá. Đây là 4-5 lớp phấn, 4-5 lớp phấn ở trên da gì đó. Bây giờ em sẽ tiếp tục họa trên da một lớp nữa cho chị em xem nhá. Sẽ tiếp tục họa trên da một lớp nữa cho chị em xem nhé. Em sẽ sử dụng bút chì nhá. Lần này thì sẽ sử dụng bút chì nhá. Đấy, lần này em sẽ sử dụng bút chì nha. Đó. Sử dụng bút chì. Đây nó tượng trưng cho những cái khuyết điểm ở trên da nhá. Và là lớp phấn thứ 5 em sử dụng nhá. Để chị em xem là nó có lộ vân phấn, nó có bờ bạch, nó có bị xấu không nhá. Lớp phấn thứ 5 luôn. Bình thường sẽ không có một loại phấn nào mà dùng đến lớp phấn thứ 5 mà nó vẫn đẹp đâu ạ. Trừ cái phấn của nhà em. Bây giờ em sẽ mục sở thị cho chị em xem nhá. Mục sở thị cho chị em xem luôn. Đây nha, em sử dụng bằng bông mút. Em sử dụng một chút phấn này. Đây, sử dụng một chút phấn cho chị em xem này. Đây nhá, em sẽ dặm phấn này. Em sẽ dặm phấn trên da cho chị em xem này. Lớp phấn thứ 5 nhé. Lớp phấn thứ 5 trên khuôn mặt em nhé. Cho chị em xem nhá. Đấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Lần này không sử dụng bông phấn nữa, em sử dụng bông mút luôn. Đấy. Đây nhá, rất là mỏng mịn luôn. Có thể dặm phấn bằng rất là nhiều công cụ luôn nhá. Đây nhá. Đây nhá, chị em xem lẻ. Che được hoàn hảo luôn. Chị inbox địa chỉ rõ ràng người ở nhà em. Dạ vâng, chị Phan Mộng Kiều nhé. Tẹo lưỡi em sẽ chốt đơn của các chị nhá. Tẹo lưỡi em sẽ kết thúc livestream em sẽ chốt đơn của các chị nhá. Bây giờ chị em nào đặt hàng ở trên livestream ấy thì cho em xin số điện thoại. Còn đâu chị nào mà không đặt, có đặt hàng nhưng mà không cho em xin số điện thoại, em sẽ không chốt đơn cho các chị đâu nha. Bởi vì là phải để lại số điện thoại thì em mới để giá ưu đãi cho chị em. Phải để lại số điện thoại nha, em mới ưu đãi nha. Cho chị một hộp, dạ vâng chị Lê Tuyến nhá. Em sẽ chốt đơn cho chị Lê Tuyến này. Chị em nào đặt hàng nhớ để lại cho em số điện thoại. Em mới tặng quà cho chị em nhá. Một hộp phấn, nếu mà các chị lấy một hộp phấn thì em sẽ tặng cho mọi người một nõi phấn đi kèm. Một hộp phấn như này dùng sẽ được 4 đến 5 tháng. Và khi mà em tặng thêm một nõi thì chị em sẽ dùng được khoảng 1 năm nhá. 1 năm mới hết một bộ. Khi nào dùng hết cái hộp phấn này mình chỉ cần thay thế cái lõi mới vào mà không mất tiền phải mua thêm. Cả năm mới phải gặp em một lần nha. Và khi mà dùng thích thì các chị khi mà dùng thích các chị có thể mua cho người thân, đặt hàng cho người thân nhá.
Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục dặm bên bên còn lại cho chị em xem nha. Em sẽ dặm lớp phấn thứ thứ 6 nhá. Thứ 5, thứ 6 gì ấy, em chẳng nhớ nữa đâu. Đây nha, quá là đẹp luôn. Không hề cộm da, không hề bờ bạch luôn. Đánh đến 5, 6 lớp phấn mà vẫn đẹp. Chắc là chỉ có phấn nhà em thôi mới làm được cái điều đấy. Em phải khẳng định một điều như thế nhá. Đây nha, rất là đẹp luôn. Rất là căng bóng mỏng mịn luôn nha. Che đến đâu hoàn hảo đến đấy. Và chị em nhớ là mình dặm dặm như thế này nhá. Mình dặm dặm như thế này, phấn nó sẽ in vào trong da luôn nhá. Phấn sẽ mịn vào trong da luôn. Chứ mọi người đừng miết, miết sẽ làm lớp nền của chúng ta bị xước rất là xấu đấy ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Trắng đẹp luôn nhá, trắng đẹp luôn này. Đấy, căng bóng mỏng mịn luôn, 6 lớp phấn ở trên da vẫn đẹp như là chưa từng đánh phấn luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là xinh luôn nhá. Chị em nào, em nhắc lại nhá, chị em nào mà đặt hàng nhớ để lại cho em xin số điện thoại. Còn bây giờ thì em sẽ out cái livestream này ra và sẽ chốt đơn cho tất cả chị em nào đặt hàng. Mua bên ngoài em không có tặng đâu, thế cho nên là nếu mà không đặt hàng trên livestream em cũng xin phép không tặng quà cho tất cả các chị em còn lại nhá. Rồi, bây giờ thì bye bye chị em nhá. Mình sẽ hẹn lại gặp nhau trong một cái livestream khác. Và nhớ là phải chia sẻ livestream cho em nhá. Tất cả các chị em mua hàng nhớ chia sẻ livestream này cho em. Và có gì thắc mắc gọi điện cho em theo số đằng sau nhá, 01634415495. Em sử dụng cái số đó để gửi hàng cho các chị nhá. Trên bưu phẩm có ghi số điện thoại của em kèm theo bưu phẩm đến từ Quảng Ninh nha các chị nha. Nghe giọng em là các bạn biết là Quảng Ninh rồi đúng không ạ? Quảng Ninh rất ngọng chữ N và chữ N. Rồi. Bye bye chị em nha. Bye bye.